Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một dòng Isuzu của Toyota. Thì cái dòng Isuzu mình dùng trong cái video này là cái Isuzu của xe Vios đời 2016 ha. Đây là con Isuzu Vios nha các bạn. Các bạn thấy mã số không? À, là con Isuzu mình dùng trong bài này ha. Thì cái con Isuzu này hiện giờ cái dòng Vios á là cái dòng mà bán được rất là nhiều, cũng như là dòng Innova, Fortuner. Thì cái dòng Isuzu mới xăng của Toyota nó hao giống nhau về nguyên lý hoạt động, cũng như là linh kiện các bạn hư hỏng nó hao giống nhau. Còn dòng Isuzu mới dầu của xe Nhật á, là của dòng Fortuner á, thì mình cái video kế tiếp mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Thì hôm nay á, mình tập trung chủ yếu vào cái con Isuzu của con Vios, vì con này nó bán được khá nhiều. Chắc chắn là trong thực tế á, các anh em mà thợ á, gặp các garage sẽ gặp rất nhiều với con này. Thì bên nay á, mình sẽ giới thiệu cho các bạn là sơ đồ mặt điện của cái Isuzu này nó như nào, cấu tạo gồm những gì, nguồn đi như nào, Isuzu điều khiển có cái chấp hành như nào, cảm biến như nào, và thứ hai là gì, làm sao để máy chẩn đoán nó giao tiếp với Isuzu này thông qua giao thức gì. Thứ ba là khi mình đã hiểu về các cái nguyên lý như vậy rồi, bây giờ làm sao để mình test con Isuzu này. Ví dụ các bạn nghi là con Isuzu này nó không đọc được con cảm biến trục cam hay trục hiệu, hay nó không điều khiển được con tim phone, không giao tiếp được máy chẩn đoán, không điều khiển được bấm ga, không đọc được các cảm biến, hoặc là khi cái xe mình nó bị rung giật, thì gì, làm sao để mình biết là loại suy con Isuzu này nó không hư. Thì trong video này mình sẽ cố gắng là làm để mình cho các bạn xem. Thì nó sẽ gồm có hai phần, đầu tiên là sơ đồ mặt điện, các cái nguyên lý, cái thứ hai là kết nối cái con Isuzu này vào cái gì, cái máy chẩn đoán, cái máy giả lập, rồi mình kết nối vào máy chẩn đoán, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm sao để kiểm tra con Isuzu này thế nào. Thì quay lại ha, với một con Isuzu của Toyota máy xăng, thì đầu tiên muốn Isuzu nó chạy, các bạn cần đầu tiên là gì, cái nguồn của nó, cái nguồn rất quan trọng nha. Cái nguồn là không có nguồn thì Isuzu sẽ không chạy được. Tại vì Isuzu nó cấu tạo từ các cái linh kiện điện tử, mà linh kiện điện tử thì phải cần điện, điện thì sao, điện thì phải có nguồn mới không có chạy được. Thì khi có nguồn rồi thì Isuzu sẽ chạy, thì nó sẽ đọc cảm biến và nó gì, nó sẽ tính toán và nó sẽ quay qua nó điều khiển cơ chấp hành để sao, để nó kiện phun xăng nè, để khi nó lửa, để động cơ nổ làm sao tối ưu nhất. Rồi muốn tăng tốc thì Isuzu sẽ điều khiển cái gì, ví dụ như với Isuzu này nó sẽ mở bóng ga ra, gió nhiều lại thêm xăng thì sao, thêm gió vào thì công suất động cơ tăng lên và động cơ sẽ gì, tăng vòng tua và sẽ chạy nhanh lên. Rồi đó là gì, đó là cái nguyên lý để cái Isuzu hoạt động. Thì đầu tiên là có ba cái quan trọng, đầu tiên là nguồn Isuzu, thứ hai là cảm biến đầu vào, thứ ba là khi Isuzu nó sẽ điều khiển để nó cho động cơ nó hoạt động, thì nó điều khiển cơ chấp hành như kim phun, búng ga, rồi đánh lửa, rồi cái van thông, cái van hơi xăng, thu hồi xăng, e-bap gọi là canister á, rồi điều khiển trục cam thông minh, rồi điều khiển các cái nhiều lắm. Nhưng với Isuzu của các dòng của Toyota thì ngoài điều khiển động cơ, nó còn tích hợp luôn điều khiển cái phần hộp số tự động. Đầu tiên á, mình sẽ gì nói cho các bạn về cái Isuzu của các cái mặt điện về của Isuzu Toyota. Các bạn nhìn vào đây ha, đầu tiên là các bạn nhìn thấy là gì, đầu tiên là cái nguồn ha, đầu tiên cái nguồn các bạn để ý ha, đầu tiên là cái nguồn gì, một cái nguồn nó rất quan trọng á, là cái nguồn IRE. Cái nguồn này á là cái nguồn đầu tiên cấp xuống cho Isuzu để Isuzu nó gì, nó chạy cái đóng mềm lại lại ha, cái nguồn rất quan trọng. Rồi tiếp theo các bạn nhìn đây, cái nguồn nào, tiếp theo là cái nguồn bạt nè, bạt là bắt nguồn từ ắc quy ha, xuống cái EFI relay. EFI relay là cái nguồn gì, cái nguồn relay chính của
Tức là khi cái IRE nó được cấp xuống OSU thì OSU nó sẽ điều khiển cái main relay lại đóng lại để cấp nguồn cho OCU cộng như các cơ cấu hành hoạt động khác. Nguồn này rất quan trọng. Không nguồn này OSU không thể chạy được. Chắc quả lưu ý. Rồi các bạn nhìn đây. Nguồn OSU thì Toyota nó hơi tại vì cái sơ đồ điện in ra nó hơi nhìn nó như vậy, các bạn có nhìn ha. Thì đầu tiên các bạn nhìn đây. Đây các bạn thấy là IRE Switch ha, chân số 8 nè. Nhìn số 8 không? Chân số 8 này các bạn thấy là số 8 nha. Cái nguồn IRE xuống đây nha. Thì cái nguồn IRE này nó xuống thì sao? Nó sẽ đưa cái nguồn xuống. Các bạn nhìn vào chân B cộng B2 và cộng B nè. Chân số 1, số 2 ha. Bạn nhìn đây. Nó sẽ đi lên đâu? Nhìn trên màu đầu nè. Các bạn nhìn trên màu đầu nha. Bạn nhìn màu đầu thấy đỏ không? Nó đi lên từ đâu? Nó đi tới cái EFI Relay. Cái nguồn này nó đi từ đây xuống. Thì khi mà cái main relay đóng lại á, nó sẽ cấp nguồn cho này. Và cái sự nó chạy. Thì đầu tiên gì nó cần cái nguồn gì IRE switch, thứ hai là cần cái nguồn mát, thứ ba là cần cái nguồn này chạy. Còn các bạn nhìn thấy tiếp theo ha. Cái chân bạc là gì? Nhìn lên mình nhìn sang chỗ cái bạc cho màu xanh nha. Xanh làm như các bạn. Cái nguồn này các bạn thấy nó lên đắp thẳng quy luôn thì sao? Nó là cái nguồn thường trực luôn luôn phải có cho OSU. Với tôi ta nó phải vậy. Rồi, tiếp theo nguồn nào nữa các bạn? Còn một nguồn rất quan trọng ha. Không có nguồn này xe sẽ không lên ga được. Vận nổ được nhưng không lên ga được ha. Để mình tìm tiếp nha. Nguồn này. Nằm phía trên rồi. Nó còn một cái nguồn cho bơm ga hoạt động. Để mình tìm cho các bạn xem. Đây các bạn. Cái nguồn hàng BM cộng cộng BM nè. Cái nguồn này là nguồn cho cái bơm ga hoạt động, không nguồn này sẽ không lên ga được nha, đâu nha các bạn. Lưu ý ha, cái nguồn này. Rồi, tiếp theo. Đó là phần nguồn. Thì khi có nguồn rồi á thì OSU nó sẽ gì? Giao tiếp được máy nhận đoán nè. Nó sẽ gì? Rồi nó sẽ có nguồn cảm biến nguồn 5V ha, thông thường nguồn 5V. Thì các bạn lưu ý á, khi mà OSU mình đón nguồn 5V tại cảm biến, chưa chắc là OSU nó gì, nó là hoạt động được, nó còn sống nha. Các bạn lưu ý điều này, không chắc 100% là sẽ sống. Và cái tỷ lệ sống sót của nó khi có nguồn 5V nó cũng không cao đâu nếu mà OSU nó có lỗi rồi. Không phải là có nguồn 5V là OSU sẽ sống đâu. Để test được một con OSU nó sống hay chết á, nó rất gồm rất nhiều yếu tố, chứ không phải là chỉ có yếu tố nguồn. Thì hiện giờ mọi người chỉ biết là test cái yếu tố nguồn. Nguồn là chỉ một phần rất nhỏ ha. Mà lưu ý, để test được con số nó sống chết, mình sẽ cần rất nhiều điều kiện. Và các điều kiện nó sẽ như thế nào thì các bạn đón xem những cái video kế tiếp. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng điều kiện một nó sẽ như thế nào. Rồi, tiếp theo là phần cơ cấu chấp hành. Thì các bạn lưu ý, khi có nguồn IRE vào đây. Đây, IRE ha, IRE switch vào đây thì sao? Cái OSU này nó sẽ được cái chân, mình hay gọi là chân M-rail ha. Chân số 6 của jack nè. Để nói gì, nó đóng cái main relay lại để cấp nguồn cho OSU động cơ. Cái nguồn này rất quan trọng nha các bạn. Đây main relay đây. Thì các bạn lưu ý với main relay của Toyota, nó điều khiển dương hay điều khiển âm các bạn. Mình nhìn tiếp thôi. Đây. Các bạn nhìn thấy ha. Với OSU đây, main M-rail, cái chân cái main OSU FI relay này nó mát rồi. Thì cái chân M-rail này điều khiển dương. Và điều khiển dương các bạn lưu ý khi đo kiểm hộp nó sẽ rất dễ chết nha.
Tiếp theo mình sẽ nói về cơ chấp hành ha. Đầu tiên mình sẽ nói tới gì? Đến kim phun. Đầu tiên các bạn thấy là kim phun của Toyota, đầu tiên là các bạn thấy là gì? Nó nối với cái nguồn ha. Đây 12V là IRE này. Khi mà bật nguồn IRE thì mới có cái gì? Mới có cái nguồn xuống đây. Thì với kim phun xăng á, một chân nó gì nối 12V từ ắc quy xuống. Và một chân như các bạn sẽ nối về hộp ha. Đây. Hai kim phun còn lại nha, đây nha. Một là đây kim số 3 số 4 này, kim trên này là kim gì? Số 1 số 2. Rồi tiếp theo nó sẽ đi về hộp động cơ thông qua các cái chân gì? Đây thăng 1, thăng 40, thăng 30, thăng 20, thăng 10 nè. Bốn cái chân này là gì? Thăng 40 là kim số 4, thăng 30 kim số 3, thăng 20 kim số 2, thăng 10 kim số 10. Và lưu ý đây, đây là bốn chân điều khiển kim phun. Thì ISO nó gì? Kim phun nó được gì? Nó là cái solenoid. Thì nó đã được gì? Nó là được cấp dương sạch. Thì ISO nhiệm vụ nó là gì? Khi muốn điều khiển kim phun này thì nó gì? Nó chỉ cần gì? Điều khiển mát là xong nha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn nhìn đây, kim phun rồi nha. Tiếp theo là gì? Cái bơm nhiên liệu đây, bơm nhiên liệu thì nó điều khiển cái relay để nó đóng cái nguồn bơm nhiên liệu, các bạn thấy không? Đây gọi là bơm nhiên liệu. Thứ hai là gì? Rồi nó điều khiển bước qua điện này. Bước qua điện gồm có là gì? Trên mở cộng mở trừ. Các bạn lưu ý hai chân này không phải là nguồn hay dương đâu nha. Hai chân này là một hay để điều khiển cái motor điện, cái bước qua điện này nó quay thoảng quay chiều á, đóng hoặc mở á, thì cơ số nó sẽ xuất cái nguồn ra phù hợp với từng chế độ hoạt động của bước qua điện nha các bạn. Rồi đây là bước qua điện. Thứ hai là gì? Tiếp theo rồi tiếp theo các bạn nhìn đây, rồi tiếp theo là transmission. Đây là liên quan tới cảm biến rồi. Ba cửa ngoài cảm biến. Rồi. Bạn đặt cái ga lên một lỗ khác ha. Tiếp theo là hai cái gì? Hai cái con van, các bạn thấy không? Cam sát thông minh oil control valve assembly ha. Hai con van để nó điều khiển cam thông minh của tôi, tao gọi VVTi ha. Một con cam nạp, con cam sạc các bạn. Các bạn lưu ý ha, đây có gì? Có hai con. Một con điều khiển bên gì? Cam sát tham minh oil control valve assembly, hay là cam sát tham minh oil nè, exhaust side ha. Trên này là bên gì? Cam xạ, bên này cam nạp nha các bạn. Thì hai chân này nó đi đều đi về hộp hết để điều khiển nha các bạn. Thì cái nguyên lý của cái phần này á, điều khiển như nào á, thì trong các cái khóa học bên mình á, đều mình đều có chỉ cho các bạn cách test này và làm sao để biết cái phần ISO nào điều khiển trong hộp bị hư mình sửa chữa ha. Tiếp theo là phần đánh lửa các bạn. Các bạn thấy không? Đây là đánh lửa. Thì đối với tôi ta để đánh lửa nó sẽ điều khiển cái chân gì? Gọi là chân IGT ha, 1 2 3 4 để điều khiển đánh lửa. Ngoài ra cái bộ pin còn có bao nhiêu? 4 dây thì 1 dây 12V, 1 dây mát, 1 chân IGT ISO điều khiển xuống để đánh lửa và 1 chân phản hồi từ ISO xuống là chân IRF. Rồi tiếp theo các bạn đây nhìn đây, muốn để điều khiển cái máy phát điện ấy, sau này Toyota nó không dùng nhiều dây nữa, nó dùng một dây duy nhất là dây linbus. Cái dây chuẩn truyền linbus này mình đã gặp rất nhiều trong cái phần ISO body rồi. Thì nó là như thế nào, hoạt động như thế nào á, thì các bạn cố gắng tham khảo gì các cái phần học bên mình á, các cái nội dung học bên mình để mình biết cái phần này nó điều khiển như thế nào nha. Rồi nó là phần linbus để điều khiển cái máy phát điện. Tiếp theo ISO này sẽ điều khiển các con solenoid, các bạn nhìn thấy ha, đây là một con solenoid nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6. Còn cái này cuối cùng là con nhiệt độ ha, nhiệt độ dầu trong hộp số. Thì với một hộp số của trong virus này nó có bao nhiêu cái solenoid? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6 solenoid ha. Thì cái ISO động cơ nó kiêm nhiệm luôn cái phần là điều khiển cái solenoid nha các bạn. Rồi các bạn lưu ý với một cái ISO Toyota nó gì, các bạn nhìn như vậy nó phức tạp nhưng khi mình phân tích vấn đề ra mình thấy nó đơn giản không, không khó ha. Tiếp theo mình sẽ phân tích cho các bạn về cái gì, cái phần nguồn.
nguồn ha. Phần naturally các bạn, phần nguồn là phân tích, phần cơ cấu chấp hành là phân tích. Thì tiếp theo mình sẽ phân tích về phần tín hiệu cảm biến ha. Tiếp theo mình sẽ phân tích là đầu tiên là con gì? Engine colon temperature sensor nè. Cảm biến nhiệt độ dự báo. Cảm biến nhiệt độ động cơ ha. Rồi, hồi nãy mình trong quá trình phân tích cấu chấp hành mình thiếu hai cái này. Bạn thấy không? Đây nó sẽ có thêm cái van là hơi xăng và cái van kế bên nè, VSV ha. Và cái van là bơ chờ nè, VSV nè. Để hơi xăng ha. Một đời tiếp theo là mình nói lại cảm biến nè. Đầu tiên là con cảm biến nhiệt độ nước nè. Bây giờ mình muốn giải lọc con cảm biến này, các bạn thấy là gì? Một chân tín hiệu của nó ha, và một chân gì? Chân mát của nó, các bạn chỉ cần đưa tín hiệu chân này nè vào cái máy giải lọc mình là xong ha. Rồi, body nè sẽ gồm có mấy chân, là tất cả là 6 chân. Hôm nay mình nói là hai chân motor rồi, chân M cộng và trừ nè. Còn lại bao nhiêu? Các chân còn lại các bạn thấy là gì? Chân VC là chân nguồn 5V, chân E2 là chân mát nè. Chân VTA và VTA2 là chân tín hiệu. Thì khi giải lọc các bạn chỉ cần đưa cái chân tín hiệu này nè vào cái máy giải lọc mình là xong. Các bạn lưu ý ha. Nó rất là dễ giải lọc nha, không khó, chủ yếu là mình có máy giải lọc hay không thôi. Tiếp theo là con Intouch Mass Air Flow Master là sub-exceptionally. Con này là con gì? Cảm biến của mình hay gọi là MAF á. Để nói gì? Nó báo cái gió đưa về, cái gió động cơ đang hút vào nhiều để nó điều khiển phun xăng. Con này rất quan trọng nha, không, con này không có sẽ xe sẽ không cập chừng được, cũng như không lên ga được, rất là khó ha, không chạy được. Thì nó sẽ gồm có mấy chân, các bạn thấy 5 chân ha. Một chân B là chân 12V. Chân này là con cảm biến nhiệt độ khí nạp nè, THA. Chân E2G là chân mát. Chân VG là chân gì? Signal gửi về ha. Và chân ETHA là chân gì? Chân mát luôn. Có hai mát nha các bạn. Một mát của con cảm biến là MAF và một mát của con cảm biến nhiệt độ khí nạp. Tiếp theo là oxy nè. Các bạn lưu ý oxy của Toyota nó rất là hay. Một con là oxy sensor là con bình thường ha. Bánh 1 sensor 2 là con nằm phía sau bầu gì? Bầu trigoy catalyst, bầu xúc tác ha. Thì nó gồm có 4 dây, các bạn nhìn đây, một chân B cộng 12V, một chân HT, một B là chân điều khiển cái dây nung, một chân E2 là chân mát nè, chân OX, một B là chân gì? Chân này là chân tín hiệu cảm biến oxy gửi về. Con này nhiệm vụ của nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là xác định cái bầu có hư không hư. Còn cái con quan trọng nhất là cái con Air Fuel Ratio Sensor, con này rất quan trọng ha. Con này đối với Toyota nó dùng cái con AF nên là gì, cái độ chính xác của nó rất là cao. Nhưng mà về nguyên lý hoạt động nó cũng giống như một con oxy thông thường, là một chân 12V để gì cấp nguồn cho cái dây sấy. Tiếp theo là dây sấy nè, HA1A. Tiếp theo là chân 26 là chân gì? HA1A cộng và chân tín hiệu cảm biến gửi về. Chân H1A trừ là chân mát cảm biến nè. Các bạn lưu ý hai con cảm biến này về nguyên lý nó khác nhau, tín hiệu nó khác nhau, nhưng gì về mặt cấu tạo nó đều xem nhau, gồm có dây sấy, hai chân dây sấy, một chân mát cho cảm biến là mát cho cái tín hiệu và một chân tín hiệu. Mình lưu ý để giải lọc con cảm biến này, đầu tiên giải lọc con cảm biến mát này, MAF chứ, bạn đưa chân VG là chân tín hiệu vào cái máy giải lọc, bạn đưa muốn giải lọc con cảm biến nhiệt độ của bạn THA vào máy giải lọc, các bạn muốn giải lọc con cảm biến oxy các bạn đưa chân gì với con là oxy sensor ban 1 sensor 2 nè, các bạn đưa vào chân gì oxy OXB1 và máy giải lập nè. Với con là AF sensor các bạn đưa con chân là A1A trừ vào máy giải lập. Sorry, cái chân này là chân dương, là chân mát rồi nên không quan tâm ha. Mình chỉ quan tâm chân A1A cộng vào máy giải lập là mình đã có thể giải lập tín hiệu của cái con cảm biến này rồi. Mình nghi nó hư, mình nghi cái hộp nó không nhận được thì mình chỉ cần giải lập là xong. Tiếp theo là con oil pressure sensor nè. Bây giờ Toyota nó không dùng công tắc nữa rồi, nó dùng con cảm biến luôn. Thì cảm biến này các bạn nhìn vào đây, các bạn thấy đơn giản lắm. Đầu tiên là chân gì? VC là chân gì? Nguồn rồi. E2 là chân mát nè. EBTO là mát, VC BT là chân dương ha, chân nguồn. Chân là chân, còn chân tín hiệu là chân BTO là chân tín hiệu trở về. Thì sau này các xe sau này nó muốn chính xác ha, nó muốn điều khiển cái áp dầu chính xác á. Các bạn lưu ý cái áp dầu này nó ảnh hưởng tới cái tuổi thọ động cơ rất nhiều. Thì nói gì nó không chạy công tắc nữa. Công tắc chỉ biết là dầu có áp hay không có áp thôi. Nhưng mà cái con này nó biết chính xác là áp dầu đang bao nhiêu trong hệ thống.
để có thể là gì nó quay lại nó điều khiển cái bơm dầu để gì nó điều khiển cái áp nó chính xác để động cơ nó mới hoạt động bền bỉ được. À, tiếp theo con cảm biến khác là con gì, knock control sensor nè. Con này là cảm biến knock sensor, là cảm biến kích nổ nha các bạn. Nó có hai chân, nào một chân mát và một chân tín hiệu nha các bạn. Con này thì chưa bao giờ mình thấy cái hộp nó hư, chỉ thấy là cảm biến nó hư chủ yếu ha. Các bạn lưu ý nó có một dây siêu nè, là dây gì chống nhiều nha các bạn, lưu ý dây này nha, dây này để chống nhiều cái cảm biến này, vì cảm biến này là tần số, mà tần số nó biến đổi nhanh thì nó hay bị gì nhiều, do là điện điện trường trong cái nhiều bộ đánh lửa hay là máy phát ra, hoặc các cái rung động tạo ra cái điện trường hoặc các cái từ trường, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tín hiệu cảm biến này, nên người ta sẽ bọc nhiều nó để tránh cái hiện tượng là bị nhiều. Tiếp theo tới cái phần hộp số, các bạn thấy là gì, transmission revolution là sensor, là cảm biến gì in nè, transmission revolution sensor out ha, là cảm biến tốc độ đầu vào, và này là cảm biến tốc độ ra các bạn ha. Tiếp theo là vacuum pressure sensor assembly nè, con này rất quan trọng nha, tại vì một những dòng xe này động cơ rất là nhỏ, nói gì nó cần là ví dụ như sau này á, khi các bạn đang chạy đập phanh lại gấp, động cơ nó bị là đuối ha, nó sẽ ngắt lắp lành liền, để nói gì nó tránh hiện tượng động cơ nó sẽ tắt máy, nó dùng cái tua máy lúc đó để nó dùng cho phanh thôi, để kéo bầu rửa phanh thôi, nó không muốn là động cơ tắt máy, nó sẽ giảm tải. Hoặc khi các bạn ép ga tăng tốc liên tục rất là nhanh, gọi là tăng tốc để vượt xe, là đạp tốc ga các bạn gì, khi các bạn lắp lành có thể nó điều khiển ngắt lắp lành để nó dồn toàn bộ công suất để tăng tốc, tại vì động cơ sau này á, động cơ là vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa nhỏ nên bắt buộc phải làm điều này. Thì để nó làm được cái điều này thì nó dựa vào một con cảm biến là vacuum pressure sensor assembly này. Và con này đã thông thường với xe mình hay thấy nó đặt ngay cái bầu trực vô, cái bầu trợ lực phanh. Tiếp theo là con atmosphere pressure sensor. Con này thật sự ra là gì, thông thường với các cái hộp Hyundai ấy, nó hay là bỏ trong hộp, nhưng với Toyota các bạn thấy là nó đặt ở ngoài ha, xác định là gì, áp suất môi trường để xác định độ cao ha, để nó điều khiển phun, điều hiệu chỉnh cái thời gian phun. Thì con này gồm có cùng là nguồn luôn, VHTA là nguồn nè, EHTAC là chân mát, VHAC là chân nguồn, HAC là chân gì, chân mát ha, sorry các bạn, chân là chân tín hiệu trở về nha, nguồn 5V nè, mát nè và tín hiệu trở về. Rồi tiếp theo là con chân ga chắc chắn là xe nào như xe nào rồi. Này 6 giây các bạn thấy không? Vì kép luôn, nó làm bền à. Thì sẽ có gì? Hai chân mát các bạn thấy không? EBA2 là chân mát ha, BA nè. Và chân gì? Chân VC này nè, là chân chân gì? Chân này VC, VCB2 và VCB là chân nguồn 5V. Thế là VBA2 và VBA là chân tín hiệu main shaft ha. Tại vì sau này nó sẽ bướng về điện, mà chỉ cần nó chịu điều khiển sai thôi, là ví dụ các bạn muốn phanh lại mà bước ngang luôn mở động cơ tăng và không phanh được, rất là nguy hiểm, nên là để điều khiển chính xác và để an toàn thì người ta sẽ dùng tín hiệu bước ngang kép để gì, để an toàn. Rồi tiếp theo cảm biến, tiếp theo còn cảm biến quan trọng là cảm biến liên quan tới cái phần mà cảm biến trục khuỷu, là có một con duy nhất ha, xài hôn nha các bạn, 3 dây, một dây nguồn 5V là một dây cộng, nơi trừ là mát, nơi cộng là dân gì chân tín hiệu cảm biến. Tiếp tục là cảm biến trục cam ha, band 1 inside là in thất sai, band 1 in thất sai nè, BVT sensor band 1 in thất sai là con cảm biến trục cam, chân nguồn nè, chân mát nè và chân tín hiệu trở về đây, VC là dương, BVT trừ là mát, BVT cộng là chân dương ha. Chân này chân dương là chân tín hiệu các bạn, sorry là chân tín hiệu trở về, VC là chân nguồn 5V, VVT trừ là chân mát. Tiếp theo là con cảm biến VVT sensor band 1 exhaust side ha, con cảm biến gì trục cam ở bên thải nha các bạn, là gì, đầu tiên là chân VVE cộng nè, chân tín hiệu nè, VVE trừ chân mát, và VC2 là chân nguồn ha. Rồi tiếp theo là gì, là phần các bạn cảm biến hầu như là gì, còn con nào không, hết rồi nha các bạn, hết rồi ha. Cảm biến cơ bản là những cảm biến đó là điều khiển động cơ rồi,
Còn phần hộp số thì cái công tắc đại quạt nè. Công tắc đại quạt này khá đơn giản rồi ha. Các bạn thấy nó đơn giản hơn nhiều, không có khó. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói cái phần giao tiếp của động cơ. Thì với issue này các bạn nhìn đây, các bạn thấy là muốn giao tiếp động cơ, các bạn nó dùng là gì? Can low, can high là gì? Can low, can high để giao tiếp động cơ nè. Còn hai chân TC và chân TAC là chức năng khác rồi nha các bạn. Thì chủ yếu là các issue mới của Toyota sau này á, nó không dùng Carline nữa. Mình vẫn thấy là cái dòng Innova mới sau này á, nó vẫn dùng Carline. Một chuyện quá cũ ha. Nhưng mà với những issue như này á, như Vios này, Camry đồ á, nó lại dùng qua Canberra rất là lâu rồi. Thì Canberra tốc độ chuyển rất là nhanh và rất là gì, real time ha, real time thời gian thực, rất là tốt cho việc chẩn đoán mình. Còn dùng Carline thì cái việc chẩn đoán nó cũng khá dở, cái chẩn chuyển nó rất là chậm, mà chuyển nhiều liệu nó rất là chậm. Thì các bạn là muốn thời gian thực thì nó là khó. À, thì mình đã nói về tổng quan về cái ECU này. Cơ bản một cái chủ Toyota nó không có khó, để test nó cũng không có khó, và để sửa nó cũng không có khó. Nó cơ bản là những cái bản nó hay hư đều sửa được hết mà rất là dễ. Thì sau khi mình đã giới thiệu các bạn về sơ mặt điện rồi, tiếp theo á, để test con số này mình đầu tiên mình sẽ đấu nguồn vào, rồi gì kết nối máy nhận đoán thông qua Ken ha. Rồi muốn để con số này nó điều khiển các cơ cấu chấp hành thì bắt buộc mình sẽ giả lập các tín hiệu vào để nó hoạt động như một cái xe bình thường, để nó đánh lửa phun xăng, điều khiển bơm xăng, điều khiển VVT, điều khiển đánh lửa, điều khiển các cái van, van búng ga nè, hay là các cái van khác như là van thông, van thu hồi xăng ha. Rồi phần hộp số thì mình sẽ giả lập vào. Thì cái video, trong cái video kế tiếp á, trong cái thời các video sau cái video này á, thì mình sẽ kết nối ô xuống vào cái máy giả lập, rồi mình sẽ giả lập để mình sẽ kiểm tra từng cơ cấu chấp hành một cho các bạn xem. Thì cái dòng Toyota nó khá là thông dụng. Thì các bạn lưu ý là gì? Cái issue nó là khá dễ. Thì làm sao để mình có thể kiểm tra nó được? Thì các bạn đầu tiên các bạn lưu ý là phải đọc sơ mặt điện được, phân tích được tín hiệu cảm biến, cơ cấu chấp hành. Tiếp theo là các bạn không có cảm biến sàn hoặc nghi ngờ gì, các bạn có thể dùng máy giả lập, các bạn kết nối vào. Các bạn muốn là điều khiển bấm ga, máy giả lập nó sẽ giúp bạn gì, điều khiển cái bấm ga để xem ga hư không hư, không cần issue luôn. Muốn điều khiển kinh phun cũng được, muốn điều khiển các cái van VVT cũng được, muốn điều khiển cái đánh lửa được, máy giả lập nó sẽ test rời cho bạn. Nếu các bạn nghi cảm biến nó hơn, các bạn gì đưa cái máy giả lập vào giả lập cái cảm biến đó để gì chỉnh giá trị tương ứng, để mình xem cái issue nó bao nhiêu nào, để mình loại suy cái issue hoặc cảm biến. Thì cái điều đó rất là nhanh. Thì các bạn sẽ nên đón xem cái video kế tiếp để mình xem là để test con issue này như thế nào. Thì sắp thì cái video này, cái video nối tiếp video này mình sẽ làm video đó, các bạn lưu ý cố gắng đón theo dõi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Nếu các bạn có cái điều gì thắc mắc về các cái mạch điện, cơ cấu chấp hành, cảm biến hoặc là các cái phần ECU, các bạn có thể liên hệ bên mình, bên mình sẽ hỗ trợ. Và định kỳ bên mình có các cái khóa học về kiểm tra ECU, phân tích ECU và sửa chữa ECU. Các bạn có ai có quan tâm thì cứ liên hệ bên mình và gửi thông tin bên mình, bên mình sẽ tư vấn cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi. Rồi, chào các bạn.